Mời quý vị theo dõi bản tin cuối ngày của Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 tỉnh Bà Địa Phúng Tàu. Tính từ 18 giờ ngày 5 tháng 9 đến 18 giờ ngày 6 tháng 9 năm 2021, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 23 ca nhiễm Covid-19 mới đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân, giảm 29 ca so với ngày 5 tháng 9. Trong đó có 5 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung, 13 ca ghi nhận trong khu phong tỏa, 5 ca ghi nhận ngoài cộng đồng, Nguồn lây lan ca F0 trong cộng đồng trong 7 ngày qua trên địa bàn tỉnh cũng là những đối tượng có tần suất đi lại và tiếp xúc cao do đặc thù nghề nghiệp như lái xe, giao hàng, buôn bán và nhân viên y tế. Cụ thể như sau, thành phố Vũng Tàu ghi nhận 12 ca, trong đó 2 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung tại trường tiểu học Tháng Tam, 5 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa tại phường Tháng Nhất, 5 ca ghi nhận ngoài cộng đồng, trong đó 2 ca tại phường Tháng Nhất và 3 ca tại phường Nguyễn An Ninh thành phố Bà Rịa ghi nhận 2 ca trong khu vực phong tỏa tại phường Phước Nguyên. Huyện Long Điền ghi nhận 8 ca, trong đó 2 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung tại trường trung học phổ thông Minh Đạm. 6 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa, trong đó 3 ca tại xã An Ngãi và 3 ca tại thị trấn Long Hải. Thị xã Phú Mỹ ghi nhận 1 ca trong khu cách ly tập trung tại trường cao đẳng Biết. Như vậy, tính từ ngày 28 tháng 6 đến nay, số lượng ca mắc mới ghi nhận trên địa bàn tỉnh là 3.633 ca. Số ca đã khỏi bệnh trong ngày là 38 ca, tính từ ngày 28 tháng 6 đến nay là 3.102 ca, tỷ lệ khỏi 77,67%. Các địa phương đang tiến hành khẩn trương truy vết các F1, F2, F3. Số người đang cách ly tập trung 1.626 người, tăng mới vào 119 người, giảm hoàn thành cách ly 250 người. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến thời điểm 8 tháng 9, kết thúc đợt giãn cách xã hội lần thứ tư theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để sớm kiểm soát dịch bệnh trở về trạng thái bình thường mới các địa phương cần tiếp tục quán triệt quan điểm chỉ đạo chống dịch như chống giặc lấy xã phường là pháo đài người dân là chiến sĩ vừa là trung tâm phục vụ vừa là chủ thể thực hiện thực hiện nghiêm ngặt quy định về giãn cách cách ly ai ở đâu ở đó bảo đảm an sinh xã hội không để người dân thiếu ăn thứ mặc bảo đảm mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế từ sớm từ xa ngay tại xã phường thị trấn khi người dân có yêu cầu phải đáp ứng kịp thời chủ động xét nghiệm sàng lọc phát hiện sớm người nhiễm trong cộng đồng để kịp thời triển khai cách ly khoanh vùng điều trị phù hợp khẩn trương tổ chức tiêm vaccine ngay khi được phân bổ theo kế hoạch tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phương án kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh trong công nhân an ninh thông tin an ninh mạng phòng ngừa ngăn chặn đấu tranh các loại tội phạm lợi dụng hoạt động trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp bảo đảm môi trường lành mạnh cho an sinh an dân thường xuyên rà soát về nhân lực vật lực, thiết bị y tế, cơ sở điều trị để đáp ứng với diễn biến dịch bệnh trên địa bàn. Cấp ủy lãnh đạo chính quyền mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể tại xã phường thị trấn thực hiện tốt mối quan hệ cấp ủy lãnh đạo, chính quyền quản lý, người dân làm chủ, tăng cường công tác vận động, huy động người dân là chủ thể tham gia tích cực, hiệu quả công tác phòng chống dịch, động viên hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách, tuân thủ đầy đủ yêu cầu 5K và thông điệp 5T của Bộ Y tế. Yêu cầu từ địa phương, từ cấp huyện đến cấp xã, các sở ban ngành phải tập trung đánh giá đúng tình hình dịch bệnh, xác định chi tiết mức độ nguy cơ dịch bệnh theo tiêu chí vùng đỏ, xanh, vàng, cam. Trên cơ sở đó, đề xuất phương án kịch bản phòng chống dịch sau ngày 8 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9 và ngày 22 tháng 9. Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong tháng 9, các địa phương cần phân tích nguyên nhân, đưa ra mục tiêu và giải pháp khả thi để thực hiện các nhiệm vụ trong tháng đạt hiệu quả cao hơn. Khẩn trương xây dựng kịch bản phòng chống dịch, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tại công văn số 12014 ngày 5 tháng 9 năm 2021.